Thưa quý vị, dự án biệt thự triệu đô Thảo Điền Sapphire tại phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh từng bị Sở Xây dựng phạt 40 triệu đồng vì xây dựng sai phép. Tiếp đó thì vào ngày 20 tháng 5 năm 2017 đã bị Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định xử phạt số tiền kỷ lục lên tới 1 tỷ đồng vì vi phạm lấn không gian sống Sài Gòn. Và mới đây nhất thì vào ngày 28 tháng 7 năm 2017, cũng dự án này đã được thành phố Hồ Chí Minh chọn là án điểm để tiến hành cưỡng chế nhằm răn đe cho các dự án khác. Vậy nhưng từ đó tới nay, thực tế tình hình ở khu dự án này như thế nào? Hãy cùng phóng viên Đỗ 24 giờ mục sở thị dự án này để tìm hiểu xem việc tuân thủ quy định đến nay ra sao. Với quy mô gần 30 căn biệt thự có giá từ 45 đến 100 tỷ đồng một căn, đây đang được coi là một trong những dự án lớn hay còn được gọi là dự án biệt thự triệu đô ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng là một trong những dự án đang hãm hại môi trường tự nhiên. Cụ thể thì nó đã bị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phạt 1 tỷ đồng về vi phạm hành lang lấn chiếm sông Sài Gòn. Bên cạnh đó là phải đình chỉ mọi hoạt động thi công cũng như là dỡ bỏ toàn bộ hạng mục vi phạm. Tuy nhiên, tình hình thực tế dường như không phải như vậy. Công trình biệt thự kết hợp hồ bơi này lẽ ra phải tháo dỡ, nhưng thực tế chẳng khác nào chỉ đang trong cảnh án binh bất động. Bãi xe công trình xây dựng vẫn đông đúc và bên trong, các nhân công vẫn luân phiên làm việc. Được biết những vi phạm hiện có của dự án này bao gồm: xây tăng diện tích tầng trệt, vi phạm khoảng không lùi sông Sài Gòn, rạch Ông Hóa với diện tích vi phạm gần 1.400 m². Mặt cho hạn định ngày 15 tháng 6 để chủ đầu tư có thể khắc phục sai phạm cũng đã qua và quy định cưỡng chế cũng đã có. Đến nay mọi thứ vẫn ngổn ngang như chỉ trực chờ một quyết định khác nhẹ tay hơn. Hiện tại xử lý dưới thì có một số hạng mục là công ty đã cho lắp cát lại làm đường đi. Nhưng việc này thì theo quy định không đúng. Cưỡng chế phá dỡ, tự phá dỡ chứ không phải là cái đó anh lắp lại đi rồi sau này anh móc lên lại thành cái hồ lại, không phải như vậy. Các công trình vi phạm nhìn mắt quan bình thường nó là những hồ bơi. Mức độ vận động doanh nghiệp tự khắc phục sai phạm hiện vẫn đang là chủ trương hàng đầu được hướng tới. Tuy nhiên với một dự án được Ủy ban nhân dân thành phố cho là vi phạm nghiêm trọng, cụ thể, lấn hành lang bảo vệ bờ sông nhằm làm tăng cảnh quan giá trị cho dự án, thì sự trì trệ này có phù hợp với chủ trương tiến hành nhanh, gọn mà trong cuộc họp mới đề nhất Ủy ban nhân dân thành phố đã đưa ra. Không có giải pháp cụ thể, không quyết liệt để xử lý triệt để các xử lý hành chính đó, thì nó vẫn tiếp tục tái diễn. Ví dụ như trường hợp Thảo Điền Sapphire, họ cũng đã báo cáo một phần cái phần tháo dỡ công trình vi phạm, và phần còn lại thì họ xin tự nguyện được tháo dỡ trong khoảng thời gian 1 tháng. Sự quyết liệt của lãnh đạo thành phố chắc chắn đã tác động tới chủ đầu tư. Tuy nhiên, những tác động về môi trường thì không dễ gì chỉ ảnh hưởng trong 1 tháng, cũng không dễ gì chỉ giải quyết trong 1 tháng. Cũng giống như nhiều dự án vi phạm hành lang sông Ngòi đang khiến cho không ít người tỏ ra lo ngại. Vì sao một dự án đã bị buộc đình chỉ thi công tháo dỡ các hạng mục sai phạm lại có thể vẫn tồn tại một cách ngang nhiên như thế? Liên tưởng tới dự án lấn sông Đồng Nai, nhiều ý kiến tỏ ra lo ngại. Dự án lấn gần 1.400 m² sông Sài Gòn này liệu có bị nước cuốn trôi hay không?